khách hàng mà chúng ta chưa nhận được hàng đã phải đặt cọc trước chưa? Có. Trong trường hợp nào thì các bạn nhỉ? Vâng, nhưng mà đây là chúng ta gì nhỉ? Chúng ta lại đi công ty chúng ta đi đặt hàng, đúng không? Hay nói cách khác, nếu như mà công ty bạn nào là để sản xuất đấy, mà nguyên vật liệu nguồn khan hiếm ấy, đúng không? Ta không giữ trước thì đối thủ cạnh tranh mua mất thì cũng chết, đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa, có thể là chúng ta làm việc với nhau lần đầu, chưa quen biết nhau, nên là phải giữ cái gì nhỉ? Thông báo nó vẫn hiểu giữ cái gì đây? Vâng, không phải ạ. Khác trường hợp này cơ. Nó phải giữ cái lợi cho nó chứ. Nên hàng cho anh rồi thì anh sẽ trả tiền cho người ta. Đúng không ạ? Vậy thì trong trường hợp thứ hai đó là trường hợp gì đấy? Chưa lấy hàng. À, đúng rồi, chưa lấy hàng. Mà đã làm sao nhỉ? Đã trả tiền. Đúng không? Chưa lấy hàng nhưng mà trả tiền. Vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải làm sao với người ta? À, phải thu về. Đấy chứ ạ, chúng ta sẽ phải thu về. Như vậy là phải thu này thì nó sẽ nằm bên tài sản hay bên nguồn vốn? Tài sản là bên tài sản. Đúng không ạ? Vậy thì nếu như bên tài sản thế này thì hôm trước đến giờ tôi có nói với các bạn tài sản là tài sản đầu mấy nhỉ? Đầu 1, đầu 2. Bây giờ thêm thằng nào nữa đây? À, đầu 3. Được không ạ? Như vậy là chúng ta lại học trường hợp thứ hai, đó là tài sản lũy tiến là trường hợp nào đấy? Đầu 3, 3, 1. Đúng không nào? Vậy là chúng ta có mấy tài sản lũy tiến? Tính như trường hợp này, 2 tài sản. Và chúng ta đừng nhầm nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại vấn đề này khi mà chúng ta được học về tính chất của nó. Bây giờ các bạn có thể tự áp dụng vào bài tập 2 của chúng ta xem là kết quả cuối cùng tổng tài sản bằng bao nhiêu, tổng nguồn vốn bằng bao nhiêu. Thế lúc này đã số liệu đã được chưa ạ? Vâng.